Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Đức Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa quý cha, thưa ông bà, chị em rất thân mến. Buổi trưa của ngày 13 tháng 5, chúng ta đến đây để tỏ bày lòng kính mến Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu Đức Mẹ Fatima. Và chúng ta được lắng nghe lời Chúa trong bối cảnh của ngày thứ 6 của Chúa Nhật, sau Chúa Nhật thứ 4 mùa Phục Sinh. Ở bài đọc 1 trích từ sách Công Vụ Tông Đồ, chúng ta thấy tạm thời có thể thấy là có hai nhóm người tất cả. Nhóm người thứ nhất là những dân cư thành Jerusalem và các thủ lãnh của họ. Nhóm người thứ hai là những người đã đi theo Đức Giêsu. Đó là những môn đệ của Đức Giêsu. Nhóm người thứ nhất là những dân cư thành Jerusalem và các thủ lãnh của họ thì không biết, không nhận biết Đức Giêsu. Sách Thánh nói chúng ta như vậy, nhóm người này không nhận biết Đức Giêsu và họ muốn loại trừ Đức Giêsu ra khỏi cuộc sống của họ, đã kết án Ngài và tử hình Ngài. Chết là hết, loại một con người ra khỏi cuộc sống này, giết chết là hết, là xong. Đó là nhóm người thứ nhất. Còn nhóm người thứ hai là những môn đệ đã đi theo Đức Giêsu. Nhóm người này như thế nào? Nhóm người này đã được đi theo Đức Giêsu trong suốt 3 năm rao giảng của Ngài. Rồi cũng chính nhóm môn đệ này đã thấy Đức Giêsu chịu chết trên thập giá. Nhưng nhất là chính những môn đệ này đã được thấy Đức Giêsu phục sinh, đã được gặp Đức Giêsu phục sinh, đã được cùng ăn cùng uống với Đức Giêsu phục sinh. Và đối với họ, Đức Giêsu không chết mà Đức Giêsu đang sống trong cuộc đời của họ. Và vì thế sách Công Vụ nói với chúng ta giờ đây chính họ làm chứng cho Đức Giêsu phục sinh trước mặt muôn dân. Cho nên thương bạn chị em, hai nhóm người nơi bài đọc một, một nhóm người thì đối với họ Chúa đã chết. Họ giết chết Chúa và họ nghĩ là Chúa biến mất hoàn toàn. Nhóm người thứ hai đã thấy Chúa chết và lại được gặp Chúa phục sinh. Và Chúa vẫn đang sống trong cuộc đời của họ. Và điều đó thúc đẩy họ đi làm chứng cho mọi người rằng Đức Giêsu Kitô không chết mà Ngài đã sống lại và Ngài đang sống trong cuộc đời của họ và sống mãi trong lịch sử này, lịch sử của nhân loại. Cách đây mấy ngày ở Vatican thì có cô tên là Kim Phúc, cô đã được đến gặp Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta. Và người ta đọc lại cuộc đời của cô. Ông bạn chị em biết cô Kim Phúc này với gắn liền với sự kiện nào không ạ? Thưa, năm 72, 1972 đó,
cô Kim Phúc này là một đứa trẻ mới 9 tuổi và bị bom đạn của chiến tranh dội xuống cháy hết cả người, bị thương rất nặng, gần chết nữa. Cô nằm bệnh viện 16 tháng và mổ 17 lần. Nằm bệnh viện 16 tháng và mổ 17 lần với một đứa trẻ 9 tuổi như thế. Rất đau đớn, rất tuyệt vọng. Và trong cái sự đau đớn, sự tuyệt vọng đó, cô hỏi, cô cầu nguyện với Chúa rằng: lạy Chúa, Chúa có thật hay không mà để con đau khổ như thế này? Năm 1972. Và năm 1988, 72, 82, 16 năm sau, cô gặp lại, ông bà anh chị em biết gặp lại ai không ạ? Gặp lại chính cái người tướng lĩnh đã ra lệnh ném bom vào nơi cô sinh sống cách đó mười mấy năm. Gặp lại chính kẻ thù của mình. Và cô đã làm gì? Thưa, cô đã thứ tha. Năm 1988, thứ tha cho kẻ đã ra lệnh ném bom, xém nữa, suýt nữa là mình chết và mình phải chịu biết bao nhiêu là đau đớn trong cuộc đời. Rồi năm 2009, trong một cuộc hội họp, lúc đó Đức Giáo Hoàng Francisco chúng ta còn là Hồng Y Tổng Giám Mục ở Argentina, chính cô Kim Phúc này đã đứng lên chia sẻ về cuộc đời của cô, chia sẻ về những vết thương, những đau đớn trong cuộc đời. Cô nói là: tôi phải chịu nhiều vết thương, nhiều vết sẹo và nhiều đau khổ cùng cực trong cuộc đời. Nhưng có một điều là trái tim tôi được tinh tuyền. Trái tim tôi được tinh tuyền. Và ngay sau lời chia sẻ của cô thì Đức Hồng Y Tổng Giám Mục khi đó, bây giờ Đức Francisco, có đúc kết là một câu là: cô đã được giải thoát khỏi hận thù, khỏi đau khổ. Vì sao ạ? Vì cô khám phá ra rằng Đức Giêsu Kitô đang sống trong cuộc đời của cô. Cô khám phá ra rằng Đức Giêsu Kitô đang sống trong cuộc đời của cô. Thưa ông bạn, chị em, nơi bài đọc 1 chúng ta vừa suy niệm với nhau đó, hai nhóm người. Một nhóm người muốn Chúa biến khỏi cuộc đời của mình. Một nhóm người được cảm thấy, được cảm nghiệm, được gặp gỡ Đức Giêsu đang sống trong cuộc đời của họ. Cô Kim Phúc đó đã gặp gỡ một Đức Giêsu đang sống trong cuộc đời của họ. Và vì thế, hận thù biến thành tha thứ, đau khổ biến thành yêu thương, và một trái tim tinh tuyền trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Kitô đang sống trong cuộc đời của cô. Vì như bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chính Chúa Giêsu nói, chính Ngài là con đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Kitô đang sống trong cuộc đời của cô Kim Phúc đó, và Chúa Giêsu vẫn đang sống trong lịch sử của nhân loại này. Cách đây mấy tháng, vào cuối tháng 3, chắc ông bà anh chị em cũng để ý thời sự có biết, Đức Giáo Hoàng của chúng ta khi cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra, thì Ngài đã mời gọi toàn thể giáo hội hãy dâng nước Nga và Ukraine cho trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ. Và khi dân như vậy, Đức Giáo Hoàng có giải thích rất kỹ: đây không phải là một hành động của bùa chú, của mê tín. Nhưng khi dân nước Nga và Ukraine cũng như thế giới này cho trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ, với hàm ý sâu xa rằng là gì? Thưa, với niềm tín thác và tin tưởng rằng Thiên Chúa là chủ của lịch sử này, Ngài sẽ dẫn lịch sử này đi đến bến bờ của bình an, của tình thương và công lý, chứ không phải bom đạn chiến tranh giết chóc, hận thù.
Đây thưa ông bà anh chị em, Chúa Kitô vẫn đang sống trong lịch sử này. Và chúng ta chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria không phải để nghe những sự lạ, không phải để tìm kiếm những phép lạ. Nhiều khi chúng ta cứ nghe đến tước hiệu Đức Mẹ Fatima là chúng ta muốn tìm hiểu xem là Đức Mẹ hồi đó nói gì về hỏa ngục, Đức Mẹ nói bao nhiêu bí mật cho các trẻ ở Fatima, một bí mật, hai bí mật, ba bí mật, bốn bí mật gì đó không biết. Nhưng mà chúng ta quên một điều sâu xa rằng chúng ta đến với Đức Mẹ Fatima để được Đức Mẹ nhắc nhở rằng Chúa Kitô đang sống trong dòng lịch sử này và Ngài làm chủ lịch sử này, đưa lịch sử này đi đến bến bờ bình an và gặp gỡ ai? Thưa, gặp gỡ Chúa Cha. Đây, Chúa Giêsu nói với chúng ta đó, không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Chúa Giêsu cả. Đó, cho nên chúng ta đến với Đức Mẹ Fatima, chúng ta lắng nghe sứ điệp Fatima để chúng ta ý thức rằng Chúa Kitô đang sống trong dòng lịch sử này và Ngài dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Nhưng thưa ông bạn chị em, nếu chúng ta nói chuyện trời, chuyện đất, chuyện thế giới, chuyện chiến tranh xa mà chúng ta quên nhìn là cuộc đời của chúng ta, nếu Chúa Giêsu phục sinh không sống trong cuộc đời của chúng ta thì cuộc đời chúng ta cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Khi tham dự thánh lễ là Chúa Giêsu đang sống trong cuộc đời của chúng ta. Rước lễ không phải là chúng ta ăn một tấm bánh mà chúng ta đón nhận một Đức Giêsu đang sống vào trong cuộc đời của chúng ta. Rồi ông bà anh chị em ngồi đây, chắc cuộc đời chúng ta cũng không ít thì nhiều cũng có những vết thương, những tổn thương, những hận thù. Hãy mời Đức Giêsu vào cuộc đời mình và chính Đức Giêsu đang sống đó, Ngài sẽ biến đổi cuộc đời, biến đổi con tim của chúng ta trở nên tinh tuyền, đầy tình thương của Thiên Chúa. Cho nên thương bạn chị em, ngày hôm nay chúng ta lắng nghe lời Chúa đó và chúng ta đến với Đức Mẹ Fatima, chúng ta cùng nguyện xin một điều thôi. Xin Đức Kitô phục sinh đến trong cuộc đời của chúng ta và xin cho chúng ta mỗi ngày thêm ý thức rằng Chúa Kitô đang sống trong cuộc đời còn nhiều bất toàn, còn nhiều vết thương, còn nhiều nỗi đau của chúng ta. Và khi Chúa Giêsu phục sinh hiện diện trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta sẽ được giải thoát khỏi hận thù, khỏi oán ghét, khỏi hờn giận, khỏi yếu đuối, khỏi tội lỗi và cả sự chết của phận người nữa. Xin Đức Kitô phục sinh đến trong cuộc đời chúng ta và xin cho chúng ta ý thức Ngài đang sống trong cuộc đời của chúng ta. Xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho chúng ta được ơn đó. Amen.